tình hình mà biến động hiện bây giờ giữa các nước á, là các nước ngoài á, lại bây giờ là đang chuyển động biến động rất là nhiều, nhưng cái vấn đề chiến tranh á, Việt Nam mình là chưa có đến. Việt Nam mình á, là khi chừng nào mà núi nổ á, là Việt Nam mình mới có chiến tranh. Đợi khi nào núi nổ mới chiến tranh nó mới xảy ra. Còn hiện bây giờ là tình hình thế giới ngoài là đang biến động rất là nhiều. Mình nhìn thấy, mình nghe, mình ngẫm, mình biết đó. Cho nên mình ở trong đây mình cố gắng mình tu tập. Chứ Việt Nam mình thì chưa có tới đâu. Thì bây giờ ví dụ là nó chưa tới nhưng mà mình có cần để mình chuẩn bị một cái gì đó không? Chứ để rồi nó tại vì thầy nói máy thiên cơ mỗi phút mỗi giây mà. Đúng rồi. Sợ nó xây, sợ cái con người mình nó trượt nhiều quá. Cho nên nó xây vô cái chuyện nguy hiểm. Cho nên là mình có chuẩn bị gì không vậy? Đúng rồi Quỳnh. Hiện bây giờ là tất cả nên nên là dành thời gian thật nhiều ngoài công việc của mình ra, dành thời gian thật nhiều để mà công phu cầu nguyện sám hối niệm Phật cho thật nhiều, dốc một lòng thành tâm thành nguyện hướng về thầy cùng tất cả các đấng thiêng liêng để mà được cái ơn gia hộ độ và cứu độ, dù ở bất cứ nơi đâu mình cũng được bình an. Mọi người tất cả hãy ở yên một chỗ mà thành tâm cầu nguyện hướng tâm mình đến cái đấng thiêng liêng, một lòng hướng về thành tâm, hàng ngày cố gắng dành thời gian thật nhiều để mà công phu cầu nguyện niệm Phật sám hối là mình sẽ được bình an. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Ý của muội muốn 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 nói lên đây để mà cho mọi người đồng hiểu á, là cái phương hướng để mà nhanh nhất để mà giúp tất cả chúng sanh á, để mà vượt qua các những cơn đại nạn sắp tới đây nè, là rất là nhiều, còn tiếp nối còn nhiều lắm, sẽ dồn dập từ 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 càng nhiều lắm luôn, để mà mình cùng nhau vượt qua đại nạn, cùng nhau gặp được Phật tiên thánh hạ phàm, bằng cách là nên tịnh tâm một chỗ, ở yên một chỗ mà cố gắng công phu cho thật nhiều vô, chọn lòng thành của thành tâm của mình hướng tới cái đấng thiêng liêng cầu nguyện giái là mình sẽ được gia hộ độ. Cái đó là một con đường nhanh nhất, là và có lối tu tắt, tại vì không còn những ngày tháng sau cùng này là không có còn lâu. Khi mà đại nạn đến nó là sẽ đến bất ngờ, không riêng một tỉnh thành nào hết, sẽ đến từ 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 các nơi hết, không có riêng tỉnh thành nào hết. Trong lời tiên tri sấm giảng đã nói hết rồi, cho nên mình không cần phải nói là tỉnh thành nào đến, rồi nó sẽ đến hết tất cả, đến trước đến sau thôi. Mà quan trọng là mình cố gắng mình hướng về, mình tin tưởng, một lòng mình tin tưởng thì mình nương tựa cái đấng thiêng liêng đi, là người ta sẽ gia hộ độ cho mình được bình an. Điều quan trọng là như thế. Cho nên là mọi muốn nhắc nhở để mà tất cả cùng nhau cố gắng lên trong những ngày tháng mà sắp tới đây, nó tận cùng sắp tới đây nè, là biến động nó xảy ra lắm, bất ngờ mà chúng sanh loài người không có lường trước được. Cho nên mình muốn sống còn, bảo tồn cái cả xác lẫn hồn á, là mình phải phải cố gắng tinh tấn thật nhiều luôn, thật nhiều mới được. Quan trọng là như thế. Đức thầy cũng cho biết là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong thiên hạ thay nằm bằng non, mà thầy nói là 80 mấy năm rồi đó muội, mà bây giờ là thầy nói là bây giờ là 80 mấy năm mà bây giờ nó đã hiện hiện ra hiện hữu cả trơn rồi đó, khắp trong thiên hạ Đã thay nằm bằng non rồi đó. Dạ. đến lúc hết trơn rồi Quỳnh ơi. Tại vì cơ mỗi nắm mỗi biết, cho nên là mỗi khuyên tất cả hãy cố gắng dành thời gian thật nhiều để mà công phu. Bây giờ không còn thời gian để mà đọc đọc thơ ngâm nga câu kệ để mà ngâm nga nữa Quỳnh ơi. Không còn thời gian để mà mình đọc thơ để mà ngâm nga câu kinh câu kệ như lúc trước nữa.
mà bây giờ hãy tập trung vô để công phu và một lòng hướng chọn một niềm tin tới cái đấng thiêng liêng. Cố gắng thật nhiều lên là sẽ được, chứ không còn thời gian nữa đâu mà mình ngâm nga kệ giảng kinh giảng mình ngâm nga nữa. Hiểu á thì ai ai cũng đã hiểu nhiều hết trơn rồi, nghe nghe cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà quan trọng á, cái chủ yếu nhất luôn là mình thực hành, mình công phu để nó đưa đến kết quả là quan trọng nhất trên bước đường hành đạo của mình. Quan trọng nhất là cái sự công phu của mình. Cho nên là mỗi mong tất cả mọi người á, hãy cố gắng lên để sắp tới đây á, mọi người được cái duyên lành, được cái phước lành để mà gặp được cái đấng thiêng liêng, vượt qua những cơn đại nạn sắp tới đây. À, có cái câu Cơ hỏi một này. Dạ 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 xin phép, tại vì để không hoa quên cái có một cái vị comment comment không được rồi, cái mới điện cho Quốc Tạo nói hỏi chị giùm á, hỏi muội giùm là có người nói là hiện bây giờ có nhiều người xưng là vua nè, rồi xưng là Di Lạc nè, rồi xưng là cha trời mẹ đất nè, xưng tùm lum hết trơn, và xưng là đức thầy nè. Như vậy là có đúng vậy sự thật vậy không, hay là bây giờ là mấy người đó là toàn là giả hết? xưng là giả hết đó huynh này. Muội cái clip vừa rồi muội nói á, ai đủ phước lành, đủ hiểu, đủ sâu ngẫm ra là sẽ hiểu được, cái cảm nhận sẽ biết được. Còn những người nào không biết á là nói muội xưng. Mà thật sự luôn là nghe cho kỹ đi, rồi ngẫm ra đi những gì muội nói đi, rồi sẽ biết được. Còn những gì mà những câu hỏi mà huynh hỏi muội đó là những cái người đó đó là tự nói ra là ta xưng là chúa hay thầy gì đó, là tất cả những cái đó đó là người ta là không đúng, là giả hết, là bên kia hết, không đúng. Còn Phật tiên thánh người ta đúng thật sự luôn á, những vị người ta là người ta muốn cứu giúp độ đời á, là người ta chỉ nói ra cái phận sự, cái sứ mệnh của người ta thôi, mà người khác nghe, người khác cảm tới, người khác sẽ hiểu được cái người đó, cái vị đó là ai. Tự tâm linh của người ta sẽ hiểu được, sẽ cảm được là cái vị đó là vị nào, vị đó là ai thôi. Tại vì người ta chỉ nói ra như muội nè, nói ra cái sứ mệnh của muội, cái phận sự của muội, cái cơ mà muội nắm. Cho nên ai mà nghe rõ, mà hiểu rõ được, thấm được á, là sẽ cảm nhận, sẽ biết được là cái người đó là vị nào. Chứ người ta không bao giờ người ta xưng, tại vì người ta thừa biết người ta là ai rồi, người ta làm nhiệm vụ gì rồi, người ta xuống đây để làm gì rồi, người ta biết rồi, người ta xưng làm chi, người ta xưng làm gì nữa. Cho nên là người ta muốn cứu giúp chúng sanh, muốn 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 tốt nhất cho chúng sanh á, là người ta nói ra những cái cơ của người ta thôi, người ta nắm á, là người ta nói ra cho chúng sanh hiểu, để cho chúng sanh thức giác kịp thời. Ai tu sai thì quay đầu lại liền, quay đầu lại liền còn kịp. Còn người nào mà còn mê á, thì nghe thức tỉnh, thức giác tỉnh kịp thời á là được cứu luôn. Nghe phải ngẫm thật sâu á mình mới hiểu, mình mới cảm nhận được. Cảm nhận được là người ta là ai? Người ta là một vị nào? Tại sao mà người ta nói ra những cái cơ của người ta nắm như vậy? Cái cơ người ta nắm, người ta nói ra mà người khác đủ duyên sẽ hiểu được cái người đó như thế nào, cái người đó là ai. Còn những người mà tự xưng mình nói là mình là vị này hay là vị kia hay tai đây ai đó, những người đó là không đúng. Tại vì các vị các đấng chân chính thiêng liêng người ta là không bao giờ người ta tự xưng, người ta chỉ nói ra nhiệm vụ phận sự sứ mệnh người ta thôi, mà người khác có thể biết, có thể hiểu, có thể cảm được. Quỳnh hiểu không? Dạ thì nó quá rõ rồi, Đúng rồi. nó quá rõ luôn, rõ như ban ngày luôn rồi, còn gì nữa mà tại vì ở đây hiện giờ có nhiều người người ta bị gọi là vô minh đó chị, người ta không có đọc giảng đó, người ta tưởng đâu cái người nào ông Phật ông Thiên Thần Thánh chúng là phải xưng, người ta nghĩ là như vậy, nhưng mà cuối cùng là như 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 chị nói vậy là người ta sẽ giấu, người ta sẽ không có xưng đâu,
ai xưng là bị xẹp đó. Không ai xưng hết. Như ý nãy giờ muội nói rồi, mọi người cũng đã hiểu và huynh nghe cũng cảm nhận cũng hiểu được rồi đó. Các đấng thiên liêng người ta xuống, người ta phụng sự chúng sanh, người ta vì chúng sanh mà người ta âm thầm lặng lẽ, người ta giúp chúng sanh thoát khổ mà người ta xưng làm cái gì? Mà xưng lên đây làm cái gì? Để người khác nghe, tự cảm nhận, tự tâm mình cảm nhận, tự hiểu, tự biết. Cần gì phải xưng? Cái clip của muội nè, muội nói ra như vậy đó mà hầu như 10 phần hết 9 10 phần chứ hết 9 phần á là tâm linh của người ta đã cảm nhận, đã chạm tới, đã người ta đã hiểu tới muội như thế nào, là nó chính xác 100%. Muội thừa biết luôn, người ta tâm linh những người này rất là thông mà rất là sáng, cảm nhận gì muội. Mà nghe kỹ đi, nghe kỹ những gì muội nói đi. Rồi bình luận trái chiều. Để không thôi là mình phạm lỗi, mình có tội lắm, tại vì mình chưa có nhìn nhận ra, mình biết được cái điều gì hết. Cho nên mình nghe, mình ngẫm, mình để đó. Cơ cuộc của mũi nắm nè. Cái clip vừa rồi mũi cũng nói rồi là cái sứ mệnh, cái phận sự của mũi là rất là lớn đối với chúng sanh. Thầy đã giao cơ cuộc cho mũi biết cơ cuộc hết, có đấng thiên liêng cho biết cơ cuộc hết, cho nên là mũi nắm hết, mũi thông hết tất cả. Ai đủ duyên sẽ hiểu được mũi. Những người mà xin số điện thoại của Vinh đó, mà tìm đến mũi đó, người ta nói là người ta người điên cho nên người ta hiểu được người khùng. Thì ai đủ duyên với mũi, người ta sẽ nói như vậy. Hiểu được cái tần số của mũi, hiểu mũi là ai. Rồi sắp tới đây sẽ gặp muội thôi. Nói chung là không có chạy đường nào khỏi chân á. Tà chánh phân minh. Đâu đó là ra đâu ra đó đàng hoàng. Chứ không có còn mà ẩn dạng hay là giấu gì như lúc trước tới bây giờ. Ra hết. Muội nói về cái sự phận sự sứ mệnh của muội cho huynh và tất cả mọi người đồng nghe đồng hiểu về muội nè. Nhưng mà khi mà ai đủ duyên với muội nghe sẽ hiểu được muội. Muội chính là người mà thầy á đã giao cho muội một cái thẻ trong vô vi á. Hai thầy trò đứng mà thầy giao cho muội một cái thẻ trong vô vi, mà khi cái trên tay của thầy cầm có một cái thôi. Mà khi mũi giang đôi tay ra mũi cầm á, thầy trao cho mũi á, trên tay mũi biến ra đầy hết. Xong rồi là thầy âm thầm, thầy quay lưng, thầy đi thản nhiên nhẹ nhàng, thầy bước đi. Rồi mũi mới nhìn theo thầy. Xong rồi, khi thầy đi khuất xong rồi á, mũi mới nhìn trên cái tay mình á là đầy hết trơn. Cái mũi mới nói, ủa sao kỳ vậy ta? Sao thầy đưa mình có một cái mà sao mình cầm lên mà sao có tay mình nó đầy hết, nó nhiều quá nhiều vậy nè. Cái mũi quay lại, lúc đó là mũi quay lại sau lưng của mũi á. Mũi thấy cả một gừng người ta luôn. Một gừng người ta đang đứng. Người nào cũng mà xô đẩy với nhau, giơ tay lên. Nó cho tôi một cái, cho tôi một cái, người nào cũng xin hết. Bắt đầu mũi phát, mũi đứng mũi phát ngượng cái, phát đều đều phát. Phát hoài mà cái tay nó vẫn còn đầy thẻ hoài luôn, nó không hết. Cái đó là cái nhiệm vụ của muội, cái sứ mệnh của muội thầy đã trao truyền cho muội. Thứ hai nữa, tiếp tục nữa, cái cơ tiếp tục thầy báo, sau đó thầy báo cho biết nữa. Một số người đông lắm, lỡ tìm thầy, lỡ tổ đình tìm thầy. Để nghe thầy thuyết pháp và ban phước lành. Từ trong tổ đình thầy bước ra, thầy chắp tay sau đích á. Thầy mới nói với tất cả mọi người á, nói một cách mà nghiêm nghị vậy đó. Nói tại sao không đi tìm muội mà đi tìm thầy. Thầy nói với những người kia, nói tại sao không đi tìm muội mà đi tìm ông. Ông la những người đã tìm vậy đó. Cái muội mới thấy, muội mới giật mình, muội mới nói chết rồi. Mình chưa có chuẩn bị tinh thần vậy chứ, mình chưa có sẵn sàng chứ, tự nhiên thầy kêu người ta giờ tìm tới mình, kiếm tới mình là chết rồi sao đây. Mình chưa có chuẩn bị gì hết, chưa có sẵn sàng gì hết trơn á. Cái muội mới hốt quảng lên, muội nói vậy đó. Mà khởi tâm lên mới nói vậy đó.
Lúc đó là thầy nói xong rồi là thầy đi vô, thầy quay đi vô mất tiêu luôn. Cái lạ, cái đó là cái phận sự tiếp theo của muội. Thầy kêu người ta đi tìm muội chứ không có đi tìm ổng. Nói chung là cái nhiệm vụ này là thầy truyền trao ra cho muội, tượng trưng cho là cái sứ mệnh của thầy á, cái nhiệm kỳ của thầy á, nó đã gần hết rồi, thầy phải giao trao truyền lại cho người khác. Tại vì mười phương chư Phật người ta đồng xuống đây, mỗi người một nhiệm vụ, ai cũng có một cái nhiệm kỳ hết á, chứ đâu phải giống như là ở trần gian mình thôi, đâu phải làm hoài, cũng phải truyền trao lại cho người khác. Cái đó là cái sứ mệnh của muội mà thầy đã truyền trao cho muội tiếp tục. Xong hết qua bao nhiêu sự sàng lọc hết, đi đến ngày hội Long Hoa hết, cái sứ mệnh cuối cùng của muội á là phải ở cạnh thầy để phò thánh chúa lên ngôi, là cái nhiệm vụ cuối cùng của muội, phò thánh chúa lên ngôi. Lời nói như là trời đã định, ai hiểu đủ duyên sâu sẽ hiểu được muội. Và muội nhắc lại một lần nữa, trong thời này kỳ này cùng cuối của buổi hạ quân mạt pháp này, chúng sanh phải cần đến mẹ hiền quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, và thành tâm thành lòng niệm phật cầu nguyện sám hối là mới được cứu khổ vượt qua cơn đại nạn mà thôi. Rất là quan trọng trong thời gian này từ đây sắp tới, không có các vị này cứu khổ vượt qua cơn đại nạn là không thể nào qua khỏi, không tin tưởng, không có một niềm tin là không thể nào qua khỏi. Tại vì chúng sanh mỗi khi mà gặp cơn bạo bệnh hoặc là gặp khổ nạn gì đó đều niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, ai ai cũng đều như thế, mà hạnh nguyện của âm Bồ Tát là như vậy mà. Cho nên huynh thấy đi, tất cả các chùa núi non am cốc và vùng ven biển, đâu đâu là đều đều có hình tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong vô vi để mà tầm thinh cứu khổ khắp nơi luôn. Cho nên kỳ này á, là mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát là rất là quan trọng đối với tất cả chúng sanh. Nếu ai có một niềm tin trọn vẹn, lòng thành thật tâm, bên cạnh cầu nguyện sám hối niệm Phật, ngoài ra mình tin tưởng mình hướng về niệm năm năm lần 10 lần về mẹ Quan Âm cũng được, cũng tốt. Mình nếu mình tin tưởng 5 câu 10 câu thôi, cũng không cần nhiều. Nếu mình một lòng mình hướng về là mình sẽ được bảo hộ, mình sẽ được cảm ứng. Những gì muội nói rất là quan trọng. Tại vì muội biết cái bản thân của muội á, muội làm nhiệm vụ gì muội biết. Cho nên là muội nói rất là quan trọng. Ai cảm được, hiểu được sẽ biết được muội, rồi sẽ gặp được muội. Không có xa đâu, từ đây sắp tới là trong những tháng sắp tới đây, rồi sang năm tới, rồi tất cả mọi người cùng nhau biết hết, không riêng ai hết. Bây giờ muội đang âm thầm sát phạt, muội đang âm thầm tìm kiếm để mà những người đủ duyên đó muội dẫn dắt, muội tiếp sức, muội nâng lên, muội dắt, muội đưa lên thiền, trực tiếp lên thiền. Còn trong vô vi của muội á, là muội vô vi của muội khắp nơi, ai thành tâm thành lòng á là muội sẽ cảm ứng hết, muội sẽ gia hộ hết tất cả. Người xưng nó khác, còn người ta nói chuyện, người ta cái sứ mệnh, cái cơ của người ta nó khác, người khác tự tâm cảm nhận nó khác. Huynh hiểu ý mọi nói không? Dạ hiểu. Cho nên mọi mong tất cả mọi người á là nên cố gắng dành thời gian thật nhiều công phu. Chủ yếu mọi nhắc nhở là mọi người là dành thời gian thật nhiều để mà công phu, thành tâm thành lòng mình hướng tới mười phương chư Phật, cái đấng thiêng liêng đi, và mình sẽ được gia hộ độ bình an. Tại vì đại nạn sắp tới đây á, khắp các nơi hết, dồn dập chúng sanh vô tới đường cùng luôn. Cha đã xuống lệnh rồi, cha đã xuống lệnh hết tất cả rồi, cho nên là bây giờ là phải
phải đến thôi, phải đến ngày đó thôi. Điều hết khắp các nơi hết. Cho nên là mọi mong tất cả mọi người hãy hãy một lòng cố gắng tinh tấn lên nữa. Chứ không phải như lúc trước mà mình giải đãi, mình xem thường, mình chỉ cúng một ngày bao nhiêu đó thôi, mình niệm Phật vậy thôi, không. Mình tâm mình phải tinh tấn lên nữa, mình hướng về, mình sẽ thấy được cái vô vi cái đấng như thế nào. Quyền vi của thầy là lúc nào cũng ngự nơi 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 mùi ở chứ. Khi mỗi công phu lúc nào quyền duyên của thầy cũng hiện ra, cũng về hết, cho mọi biết hết, tỏa ánh hào quang cho mọi biết hết. Cho nên cơ mỗi nắm là như vậy đó, rất là nhiều. Khi mà lập hội Long Hoa, huynh biết hội Long Hoa đền đài điện ngọc đó, là huynh biết ý nghĩa gì không? Lập lại cái tuồng xưa lớp cũ của thời Phật Thích Ca Mâu Ni mấy nghìn năm về trước á, là màn xưa đã trở lại hết. Đền đài của Đức Thích Ca, tất cả ai đủ duyên á, sẽ sống còn là sẽ được gặp, gặp hết, gặp hữu hình hết tất cả. Người mà bên cạnh của Đức Thích Ca thời xưa đó, là huynh biết người ta là một vị đại thượng thủ Bồ Tát đó. Chứ người ta đâu phải tầm thường đâu. Hôm nay người ta cũng đã trở lại hết rồi, cũng vì hạnh nguyện của người ta mà người ta trở lại hết luôn để cứu giúp chúng sanh. Tất cả sắp tới đây rồi, ai ai cũng sẽ gặp hết, sẽ biết rõ, sẽ tường tận hết tất cả. Chính bản thân mọi cũng vậy thôi, mọi cũng đâu có, mọi cũng ghi đầu vô công phu tu tập thôi, chứ đâu có nghĩ cái gì đâu. Cho nên là cái cơ là bề trên mở cho mọi biết á, là mở mở từ từ á, cho mình biết gì, mình nhận ra được cái sứ mệnh rồi trong tiền kiếp mình á, cho nên là muội mới nhận rõ, mình mới biết được. Năm 2018 mới mình biết ha, lúc đó muội chưa có được mở nhiều đó, mà muội thì được cái là tinh tấn lắm, tinh tấn công phu dữ lắm, cho nên là cái lúc đó đó có vô gì báo cho muội biết á, là có một cho mũi thấy là một vị tướng của cha hiện ra dưới hư không như đó, rất là to lớn, mặc nguyên bộ y phục áo giáp sắt dưới một cái mão, một vị tướng mà rất là đẹp, to lớn, rất là to lớn, đứng ở trên giữa không trung nhìn xuống trần gian, nhìn giáo giác kiếm giống như kiếm một người nào đó vậy đó. Cái tự nhiên cái mũi ở trong nhà mũi bước ra, mũi thấy cái mũi nhìn lên, mũi thấy cái tự nhiên mẹ kia, mũi kêu, mũi nghe người đó kêu, nói là nương nương ơi, nương nương đâu rồi, sao không thấy. Cái lúc đó là mũi nghe, tự nhiên mũi vừa nghe xong ấy, mũi chạy vô nhà, mũi vô phòng, mũi đóng cửa lại, mũi trốn, đóng được cái kịch luôn, mũi trốn. Cái mũi mới ngẫm, mũi nói ủa ta, mình là ai mà sao tự nhiên kêu nương nương mà mình chạy trốn kỳ ta, mình đâu phải mình tên nương nương đâu mà sao kỳ gì không biết nữa. Mụi ngẫm ra nha, mình hả, cái thắc mắc lắm. Xong rồi cái mụi bỏ không bên, cái mụi đợi một hồi chừng nào có gì tướng nó biết mất tiêu rồi, mụi mới dám mở mở cửa phòng mụi đi ra. Tới chừng mở cửa phòng đi ra không thấy nữa, cái mụi mới mụi mừng quá rồi. Cái tự nhiên mới vừa mừng xong mà quên biết không, mụi thấy gồng đen. Gồng đen á, nhà mụi thì ở cặp mé sông, gồng đen đó, nó xuất hiện ở dưới mé sông nhà mũi á, nó ôm sát vô cái nhà mũi vậy đó, nó nổi lình phình ở dưới mé sông á, tự nhiên cái nó nhìn vô nhà mũi, nó kiếm he, bắt đầu mũi sợ quá tóc, mũi chạy vô phòng, mũi đóng cửa, mũi trốn lần thứ hai, mũi nói chết rồi, trốn lần thứ hai, cái mũi hé hé cửa, mũi nhìn, mũi lén mũi nhìn ra, mũi sợ, mũi nhìn ra, mũi kiếm coi nó lội qua hết khúc nhà mình chưa, kiếm. Mà trong khi đó nhìn vô nó kiếm á, là nó là nói cho mũi biết luôn á, là kiếm mũi đang rước mũi đi, đang cởi mũi đi, mũi không chịu đi, mũi trốn. Mũi nói mũi nông cái mũi ngẫm, mũi nói mình là ai mà sao gồng đen kiếm mình, nó đòi cởi mình đi.
mới ngẫm, mụi ngẫm hoài mụi không ra cái mà lúc đó là mụi chỉ nói chung là mình chưa có trong vô duy chưa có mở cho mình nhiều đó, cho nên mình ngẫm ra đủ thứ chân á, mình không có biết. Mụi mới nói ủa mình là ai mà sao gọng đen nó kiếm mình, nó đòi cởi mình đi kỳ vậy ta. Cái mụi mới tìm hiểu, mụi nói ủa một trong các vị ai là ai ai là người mà cởi gọng đen cởi. Rồi cái mụi mới biết được, nói ủa cái mụi không có tin, mụi nói mình có nhầm không, có nhầm không chứ, mà mình á mình là một phàm phu bình thường, mình đang trong quá trình tu tập mà sao mà kỳ vậy ta, thấy gì kỳ vậy, thắc mắc lắm nghe huynh, ngẫm thắc mắc dữ lắm luôn. Rồi xong rồi trong vô vi cứ mở từ 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 cho mụi mở mở hết ra. Rồi xong rồi bắt đầu lúc đó mụi nghẹn ngào, mụi nghẹn 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 ngào dữ lắm luôn, tại vì mình biết được chính mình đó, mình là ai trong tiền kiếp mình ở đây để làm gì đó. Lúc đó mụi khóc, mụi nghẹn nghẹn ngào lắm, rồi cứ tiếp nối vô vi ấy, báo cho mụi biết trước nhiều điều mà mình không thể ngờ tới, mà mình không chưa từng dám nghĩ tới luôn. Từ xưa tới giờ có ai mà trong vô vi mà cho thấy voi bạch tượng không, mà trong như đó mụi 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 thấy voi bạch tượng từ trên hư không đó, xà xuống chậm 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 xuống vậy đó, trên lưng có một tấm khảm đỏ, mụi đang đứng dưới trần gian này mà tự nhiên bay xà xuống, đứng dựa giữa cái lưng vô vô cái mình của mụi, là kêu mụi ngồi lên đang cởi mụi đi. Cái mụi mới mụi không chịu, mụi phát tay, mụi nói thôi tôi không có đi đâu, không có thầy thì tôi không có đi. Mụi trả lời vậy đó, mụi nói thôi tôi không có đi, có thầy tôi mới đi, không có thầy tôi không đi, biết mấy người gửi tôi đi đâu cho nên tôi không dám đi. Cái bắt đầu cái mụi nói vậy, cái đầu cái do bạch tượng đi ra chỗ khác chút xíu sau, cái có một người nữ hiện ra cái nói mụi á, nói cô ơi sao cô không đi đi cô, phước lành lắm sao cô không đi, đi 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 cô ơi, phúc phúc lành dữ lắm luôn đó. Cái mụi đứng mụi im gu mà không nói tiếng nào hết trơn á, nói một chút xíu nữa do bạch tượng với trở lại sẽ trở lại cùng với một người đàn ông, một người nam, mụi đi đi chứ chuyến này nhớ nhớ đi đi nghe cô nhớ đi đi nghe cô, phước lành lắm cô ơi đi đi. Cái mụi cũng đầm thinh luôn, đầm thinh luôn. Cái mụi bắt đầu cái người đó nói nè, hôm nay tôi vui quá vui rồi, tôi vui dữ lắm luôn á, thường ngày tôi ít nói dữ lắm mà bữa nay vui quá vui cho nên tôi nói nhiều dữ lắm, đi đi cô chút xíu nữa đi đi nghe cô. Rồi mụ cũng làm thinh luôn. Cái bắt đầu cái người đó nói thôi tôi hôm nay tôi vui quá rồi, tôi nói nhiều đó rồi, thôi tôi chuẩn bị tôi lo làm nhiệm vụ tiếp theo của tôi nữa. Xong rồi chút xíu sau xuất hiện một người nam, một người nam kêu mụi á, nói với mụi á, mụi đi đi mụi đi đi mụi đi mụi đi theo về chển đi, để mà ở trên bề trên nó có dặn dò hay có dạy chỉ dạy cái gì, mụi đăng mụi chở xuống đây nè, đăng mụi dạy cho chúng sanh, mụi chỉ cho chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh, cuốn chúng sanh, chút nữa mụi đi đi nghe, đi coi bề về bề chển coi bề trên dạy mụi cái gì, đăng mụi chở xuống mụi cuốn chúng sanh nghe. Rồi mụi cũng đứng làm thinh luôn. Xong rồi cái mụi mới thức dậy, mụi mới nói á, mụi nói ủa ta, thì tự nhiên mình thấy do bạch tượng kỳ vậy ta, mình thắc mắc sao mà nó từ thời Phật Thích Ca mấy ngàn năm tới giờ là chỉ có từ thời Phật Thích Ca thôi, mà sao mà mình hôm nay mình lại thấy sao kỳ vậy nè, thắc mắc hoài luôn. Cái có người đạo cũng quen biết mụi nè, cái người đó dạng như cũng thông á, cái người đó nói là mụi biết là ý nghĩa là mụi thấy do bạch tượng là cái gì không, do bạch tượng là tượng trưng cho Đức Phật Thích Ca, người đã liên quan tới Phật Thích Ca, cùng thời với Phật Thích Ca thời đó. Cái mụi mới hỏi, mụi mới hỏi nữa, mới hỏi gì là ai, cái người bên cạnh của Đức Thích Ca. Cái mụi mới nói là người hầu của Thích Ca hả, cái người đó không phải, người sánh duyên cùng với Đức Thích Ca. Cái mụi mới giật mình, cái mụi mới nói cái người đó nói quạch tẹt ra cho mụi hiểu luôn, nói mụi chính là người sánh duyên cùng với Đức Thích Ca thời thời đó, cho nên là mụi mới thấy được do bạch tượng chứ không phải người nào cũng thấy được. Cái mụi rất là ngỡ ngàng luôn, quá ngỡ ngàng. Mụi nói mình không bao giờ nghĩ và không bao giờ nghĩ tới là mình sẽ là như vậy. Cái lúc đó tâm trạng của mụi rất là nghẹn ngào mà xót xa trong tâm dữ lắm. Cái này thì ra mình là như vậy trong tiền kiếp đó sao, tự mình ngẫm trong tâm của mình đó, hôm nay mình đáo lại đây như thế này sao, ngẫm tự mình tâm mình đặt ra câu hỏi đủ thứ hết trơn luôn á.
Xong rồi có vô di á, mới báo cho muội biết tiếp, kêu muội là ráng tu đặng về với Đức Thích Ca. Lúc đó muội khóc dữ lắm, khóc dữ lắm, khóc luôn. Rồi dặn muội là cố gắng mà để mà hoàn thành cái sứ mệnh của mình, để mà giúp ích cho chúng sanh trong thời kỳ cuối này nè. Đặng xong rồi trở về với Đức Thích Ca. Rồi bắt đầu từ đó muội 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 cố gắng hành trì, muội công phu lắm, rồi bề trên mở cho muội nhiều điều, nhiều điều muội nắm cơ, và nhiệm vụ của muội là như thế đó, như thế đó, nhiều như vậy đó. Chứ thật sự luôn, muội nói với huynh hay là ít ai mà nắm cơ, mà cho biết cái cơ mà nắm cơ nhiều đến như vậy, mà cho biết nhiều đến như vậy luôn. Tại vì cái duyên của muội nó sâu với Đức Thích Ca và cái đấng thiêng liêng trong tiền kiếp, cho nên là muội nắm rất là nhiều. Cho nên ai hiểu được muội, cảm hiểu được muội sẽ biết muội như thế nào, sẽ biết muội là ai. Đáo lại hết rồi nghe huynh ơi, đáo lại hết trơn luôn. Vua Tịnh Phạn, Đề Bà Đạt Ma gì đó, là nói chung là đáo lại hết tất cả thời cung cung vua thời xưa, đáo lại hết. Đang mà tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, sắp đặt đã lâu, nay tái diễn lại trong ngày hội long hoa, tất cả sẽ cùng nhau gặp hết tất cả, để dành cho những ai chọn đủ niềm tin, chọn đủ đức tin, rồi mới thấy tường tận được trong cái ngày hội long hoa. Vua quan cận thần đồ là xuất hiện hết, giống như thời vua chúa thời xưa hết, tái diễn lại hết tất cả, lập lại màn xưa mà. Cho nên là những người nào mà có liên quan á, đủ duyên sâu á, là mới nắm được cái cơ này, mới nhận được, mới biết được cái cơ này, chứ người bình thường không bao giờ biết. Bởi vì thầy cho mỗi nắm hết là vậy đó, nắm hết tất cả. Còn một sự thật nữa, muội chính là người có sứ mệnh như vậy. Cho nên 2021, đầu 2021, thầy đã trở về và thầy đã tìm gặp muội. Chính thầy là người tìm muội, gặp trực tiếp với muội. Muội đi đi non đi núi cùng thầy 5 lần, đúng 5 lần. Xong rồi là dịch, bệnh dịch xảy ra, xong rồi thầy kêu ở yên một chỗ lo tu tập nguyện cầu. Rồi thầy lo làm rất là nhiều công việc của thầy. Rồi thầy nói chuyện thiên cơ, thầy nói là trong những năm sắp tới đây là nhiều nhiều chuyển biến xảy đến với con người ta lắm con à. Thầy đã dặn dò, thầy đã nói trước hết tất cả luôn những gì muội nắm hết. Thầy đã nói hết tất cả. Trong thời gian này thầy đang làm việc hữu hình lẫn vô hình, thầy rất là bận. Cho nên là quyền cơ gì là thầy cho biết trong cái vô vi hết, trở về cho biết trong vô vi hết, không còn gặp sắc phàm nữa. Gặp sắc phàm chỉ đi cùng có 5 lần thôi. Hình ảnh của thầy là hữu hình, của thầy là sắc cũ của thầy á nghe huynh, hữu hình luôn. Nhưng mà thầy còn ẩn đó, cho nên là thầy giấu đi những cái điểm quan trọng của thầy, nhất là cặp chân mày, hai nữa là cái mái tóc. Thầy giả dạng để mái tóc hơi dài chút xíu, quắn quắn giống như chúa vậy đó, dưới cặp chân mày, cái ngoài ra là lộ ra hết, gương mặt, lỗ tai, rồi sống mũi đồ, là nói chung là mắt đồ, là nói chung là nhìn đủ duyên, là nhìn ra nhận ra liền tại chỗ. Nhưng mà thầy nói là ta đang còn ẩn ẩn ta còn ẩn thân đó nghe con à. Thầy nói chỉ những người nào mà đủ duyên á là mới gặp được thầy, xứng đáng mới được gặp được thầy. Cái muội muội lúc đầu muội đâu có nhận ra đâu, mà muội thì thầy tìm muội lúc đầu mà muội đi, trước khi mà muội đi gặp thầy lần đầu tiên đó ha, là tối đêm đó đó, là thầy đã, thầy có quyền duyên của thầy ngự trong người của muội. Thầy sửa hai tay hai chân của muội ha, sửa mà kêu gắt 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 luôn á, kêu hai tay hai chân ha, kêu gắt gắt, đứng tướng y gan của thầy luôn, đứng tướng giống hệt của thầy luôn vậy đó. Trong cái hình ảnh đó, trong hình ảnh mình hiện bây giờ mình đang phượng thờ á, cái bắt đầu cái đứng đứng nhìn xung quanh từng người trong gia đình của muội đó, nhìn á, nhìn xung quanh chậm chậm chậm, từ từ, không ai nhìn ra thầy hết trơn á. Cái muội mới nói gì nè, muội nói trong tâm, muội nói á, mới nói ủa sao không ai nhìn ra thầy chân kỳ vậy ta, sao không người nào nhìn ra thầy chân vậy, mà tức mới nói vậy đó. Rồi xong rồi mất tiêu không thấy nữa. Cái lúc đó muội thầy cho muội một cái niềm tin ha, là mời muội để muội đi gặp thầy đó ha, không đâu có chuyện đơn giản đâu anh.
3 giờ mấy, thế thầy cho thấy xong giật mình thức dậy là 4 giờ rưỡi sáng, mà trong khi đó là hẹn với thầy, là con hẹn với thầy là 8 giờ sáng là con sẽ đi lên gặp thầy, con đặt xe rồi. Thầy nói con như là con chính xác là con đi phải không con à? Ông hỏi chính xác xong rồi á là ông mới cho thấy sự màu nhiệm cái quyền riêng của ông. Tại vì mấy bữa trước nữa, trước đó nữa là mỗi hẹn hẹn lần hẹn lựa hoài à. Mỗi nói mẹ con đang bệnh rồi à, con còn con nhỏ đó con, cho nên con chưa đi được, để mẹ con khỏe khỏe con lên hẹn hẹn với thầy. Cho nên cái bữa đó đó ông mới hỏi kỹ, hỏi chính xác là cho biết là có đi hay không á, là nó nói chính xác, quyết định chính xác xong rồi hôm con đặt xe rồi luôn rồi đó. Tối là ông mới cho thấy. Ông ngự trong người của muội xong rồi đi lên trển. Lên trển là lúc đó là thầy đang cũng như đang ẩn thân đó, cho nên là hơi giả dạng chút xíu. Muội nói với huynh ha, một cái người thầy một ông Phật chân chính nha, lang thang lắm, ở trong một cái chòi nhỏ xíu vậy đó, cái nhà nhỏ xíu vậy đó, không đầy đủ tiện nghi vật chất, rồi ha, rồi á là ẩn thân mà ở trong hang cùng ngõ ngách gì đó, chứ không phải mà ở trong chùa cao lầu lớn đâu. Rất là nhìn mũi nói huynh hay là rất là xót, một ông Phật là lang thang là khắp nơi để mà độ chúng sanh đó, là đâu có mình mẩy quần áo, đâu có bóng bẩy mướt rượt như người ta gách gứ. Trời ơi mũi nói huynh hay là mũi chỉ biết khóc mà thôi, chỉ biết khóc mà thôi chứ không có thể nào mà nói nên lời luôn. Vừa khóc mừng gặp lại thầy, mà trong khi đó mà vừa thấy hình ảnh của thầy mà mình xót, xót dữ lắm xót. Lên trển cái thầy hỏi muội á, tại thầy nói trước thì muội thầy ẩn thân mà còn ẩn thân cho nên chưa có đến ngày lộ diện, thầy nói vậy đó. Cái thầy mới hỏi muội á, trước khi đi lên đây con có thấy điềm lành nào chưa? Tại vì thầy ngự trong người của muội mà, cho nên trển không hỏi. Mình đã biết rồi, cho nên muội mới nói á, dạ con đã thấy được rồi thầy ơi. Thầy nói quý lắm nha con à, tại con đủ duyên với ta rồi á, con mới hiểu được và con mới nhìn thấy được, con mới cảm nhận được. Sắp tới đây á, gần gần đến ngày các con đã ra làm việc rồi các con à. Mình nghĩ là mình mượn muội nghĩ là phận sự của muội là thầy sai mà gì mình làm nấy thôi, chứ mình muội đâu có nghĩ mình nghĩ vô tư. Thầy sai gì mình làm nấy, giống như mình là lính vậy đó, mình đệ tử vậy đó, thầy ông sai gì làm nấy, nghĩ vô tư mà đâu có nghĩ gì đâu. Mà thật sự luôn thầy một là một vị Phật, ông nhìn mình ông biết mình là ai rồi, ông biết mình là ông tìm ở sắc phàm mình thôi, đang đang mà ông khai mở cho mình đó, cho mình biết được á, cho nên là thầy đã tường tận hết trơn, ông thấu hết trơn rồi, ông nắm hết trơn rồi, cho nên mình không biết. Thầy nói sắp tới đây á, con người ta sẽ khổ và chết rất nhiều con à, bởi cơn sàng lọc của Thượng Đế. Người không tu á, mất xác mất hồn luôn. Thầy nói vậy đó. Chỉ còn những người tu chân chính thiện lành mà thôi. Còn thầy dặn muội á, xưng á, thầy nói xưng tất cả xưng đều là giả hết nghe con à. Còn người tu bây giờ á, mượn đạo tạo đời nhiều lắm luôn nghe con à. Chỉ còn lại có một phần thôi nha con à. Thầy dặn trước hết tất cả muội, muội cho muội nghe, muội nắm cơ hết tất cả những gì thầy dặn dò. Xong rồi thầy nói xong rồi nhiệm vụ, thầy nói thầy rất là nhiều công việc cho nên là thầy không thể nói chuyện với muội nhiều nữa, cho nên là thầy kêu ở yên một chỗ công phu tu tập, rồi có cái quyền di quyền cơ gì là thầy sẽ cho hay trong cái vô vi, thầy sẽ về báo cho muội biết trong cái vô vi. Muội đi năm đi non đi núi 5 lần cùng thầy đó. Non núi 5 lần luôn, cho nên là muội nhận được cái từ cái cơ của thầy. Nên là sự thật hôm nay là tới clip này muội mới nói ra cho huynh hiểu, mình biết được và tất cả mọi người biết được thầy mình đã trở về hữu hình. Nhưng mà vừa hữu hình mà vô vi của thầy đang làm việc, cho nên là ai mà thật sự luôn hướng tâm hướng hướng tâm chân thành luôn là cái vô vi của thầy sẽ cảm ứng liền. Thầy không xa mà không gần đâu, không gần mà không xa, cho nên là phải tin tưởng phải hướng về. Xác phàm của thầy đã có rồi, trở về rồi. Cho nên là nhiều người không có hiểu đâu, thầy còn ẩn. Khi thầy nói khi nào mà cả thế giới này đều bó tay trước trước thảm cảnh và chết chôn không kịp, ta sẽ xuất hiện trở về để cứu chúng sanh con ngà. Thầy nói vậy đó. Thầy nói với muội nghe, muội mới nói dạ con biết rồi, con có nghe trong trong cái mẫu chuyện của thầy. Ông nói ừ. Còn ông nói còn bây giờ á, chỉ những người xứng đáng á mới gặp được thầy.
cái muội ngẫm mà thầy nói gì nè, muội mới nói thầy nói á, ủa mà muội ngẫm mới nói, ủa mình là ai mà sao mà thầy tìm mình ta, thầy về tìm mình, thầy nói á, ta tìm kiếm con từ bao lâu nay, giờ gặp lại con ta vui lắm con à. Cái muội ngẫm mới nói, ủa mình là ai mà sao thầy nói vậy không biết. Rồi xong rồi từ từ có duyên duy của thầy mới cho muội biết muội là ai, cho nên sứ mệnh phận sự của muội, cho nên thầy mới tìm muội để cho muội biết được cái cơ của muội đó, mà sắp tới đây muội làm gì, muội sẽ ra làm việc. Thầy nói á, thầy nói chưa đâu, chuyện gì đến rồi sẽ đến, con cứ bình thản, con cứ bình thản mà ở nhà mà một chỗ mà tu công phu tu tập hàng ngày, rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến. Một bữa đó thầy nói với muội, thầy nói tất cả đã thống nhất là mười phương chư Phật thống nhất là cũng như là định cho muội, là định đoạt, là xây chuyển cho muội là ngày giờ tháng năm nào đó thì muội không biết, tại vì thầy nói ẩn ý thì ông đâu có nói bạch tẹt đâu, nên tất cả đã thống nhất không à, mà muội không biết là chừng nào, mà cần gần cận lắm rồi, mười phương chư Phật luôn. Rồi thầy mới nói từ từ đi, rồi mắt con sẽ nhìn thấy, rồi tai con sẽ nghe và miệng con sẽ nói, rồi người ta sẽ đi theo con, ai đi theo con là sẽ được hết tất cả. Rồi thầy nói ẩn ý với muội hoài à, thầy nói ẩn ý với muội nhiều lắm, nhưng mà tới lúc mà muội ngẫm ra muội mới nhận ra, muội mới biết được. Thầy nói Quan Âm dâng lệnh mẫu hoàng ra tay cứu độ khắp hàng chúng sanh, nhớ nghe con à, nhớ nghe đó, thầy dặn muội đó. Cái muội mới nói dạ dạ chứ muội đâu có biết gì đâu. Xong rồi sau đó cái cơ cái vô gì mới mới mở cho muội biết muội là ai. Rồi xong rồi muội mới biết là thầy đã nói nghe chính mình mà mình không nhận ra, tại vì thầy Phật mà ông đã biết ai ai hết trơn rồi, biết hết chứ, nắm hết nắm cơ. Thầy là con người một vị Phật mà có khả năng là điều khiển cả ngũ hành luôn đó huynh, điều khiển ngũ hành luôn. Thầy muốn cho mưa là mưa, mà nắng là nắng, ở chỗ nào cho mưa là mưa, chỗ nào không cho mưa là không mưa, điều khiển ngũ hành luôn đó. Thầy mình là một vị Phật lớn mà có một cái năng lực vậy mà, cho nên là hôm nay muội nói là sự thật về về thầy. Còn còn bao nhiêu tất cả bây giờ mà ai hô xưng thầy, xưng vua, xưng chúa, xưng gì đó ha, là toàn là giả hết đó nha, không có thật hết. Muội thông báo cho tất cả đều biết và hiểu đến muội như thế nào, muội một người là người có liên quan, muội là người đưa dẫn dắt chúng sanh đến để gặp thầy, để gặp cha gặp mẹ, được lên thiền để gặp thầy gặp cha gặp mẹ. Muội là người truyền tay, trực tiếp truyền tay đưa đưa về với thầy với cha với mẹ liên kết với nhau đó, cho nên là tất cả sẽ biết tới muội là trong một thời gian sắp tới đây thôi, không có xa, từ đây tới qua năm tới là tất cả là sẽ biết đến. Dạ. Dạ rồi em cũng cảm ơn chị nhiều quá chị. Rồi 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 nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Rồi rồi hẹn cuối clip, lại dịp khác nha. Rồi. rồi cuối clip để muội tặng mọi người vài câu thơ quên đây. Dạ mời. Các con ơi, trần gian đầy khổ đau, hãy mau mau bước lên thiền của mẹ, mẫu và thầy con ơi. Kỳ này là kỳ chót con ơi, hãy mau trở về với cha thiên cùng mẹ mẫu con à. Kỳ này các con lỡ trượt chân sa ngã không trở về được thì các con sẽ chịu trần miền khổ đau con ơi. Nam mô A Di Đà Phật, cầu nguyện cho tất cả tỉnh thức với trạng thái giác ngộ để được quay về với cha với mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Đức thầy thời xưa là có tam độ nhất như, đầu tiên là thầy là viết pháp độ đời, tức là viết kinh giảng, thứ hai là thầy chữa bệnh độ đời, thứ ba là thầy nói pháp độ đời. Thì quốc đạo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thì là đệ tử của đức thầy thì luôn luôn để làm sao để đem đến sự hạnh phúc an lạc cho người dân.
cho bà con ở nơi tất cả những nơi trên toàn thế giới. Thì hôm nay Quốc Đạo sẽ giới thiệu sản phẩm đầu tiên của chúng tôi, đó là chai dầu ngừa Covid, tạm gọi như vậy ha. Chỉ có hai căn bệnh thôi, ngừa Covid và trị bệnh viêm son. Nhưng mà dầu này nó phát huy ra tới 8-9 cái công dụng. Tức là ngứa do kiến cắn, rồi mũi cắn này kia, ngứa do mình đi làm ở đồng bái bị sâu xua này kia, quý vị tha một cái bọc là hết trơn. Thứ hai, đau bụng. Thứ ba là nó sẽ ngừa được các bệnh ở ngoài không khí. Ví dụ như ngày xưa chúng ta, thời xưa đó thì chúng ta, những người mà bị bệnh ho lao đó quý vị, mà chết đó, thì ở xung quanh bán kính 100 mét đều đổ nước bỏ hết trơn. Tại vì con virus ho lao nó sẽ xâm nhập vào những cái làn nước, nó ở đó nó đợi, mình uống nước vào nó sẽ vào cơ thể chúng ta, nó sẽ phát huy lên. Còn hai nữa đó là dịch bệnh năm sửu đó, thì mọi người bịt khẩu trang lây qua đường không khí, mọi người đâu có nghĩ là nó lây qua đường không khí, nhưng mà cuối cùng lây qua đường không khí. Thì quý vị yên tâm, hiện giờ có dầu Quốc Đạo đã và đang trên thị trường, đang xuất ra được nước ngoài được là tổng cộng là 9.000 chai, còn xuất ở rượu sau bóp thì được 150 lít đó. Thì ở đây Quốc Đạo rất là hài lòng dầu của mình đã đem đến ra nước ngoài, và trong các nước, trong nước thì chúng tôi đã dùng rất là thành công. Thì dầu này thành công như thế nào vậy em Tạo? Thứ nhất là chúng tôi đã ngâm với 6 vị thuốc bắc, là trải qua giai đoạn là trên tháng trời. Sau đó chúng tôi đã bỏ vào trong đây là 4 vị hương. Quý vị hiện giờ hết đi, dù quý vị sẽ biết được 4 vị hương của Quốc Đạo như thế nào ha. Nói là phải có đâu là phải mách đến đâu là phải có chứng đến đó. Thứ tư là dầu này là bỏ vô thuốc bắc. Tại thuốc bắc này có nhiệm vụ gì? Có nhiệm vụ làm cho nồng hơn, thơm lâu hơn, nóng hơn, và sẽ tiêu diệt tuyệt đối 100% con vi khuẩn, không cho nó xâm nhập vô mình. Hiện giờ bà con ở trên cộng đồng mạng đang dùng dầu Quốc Đạo để bảo vệ thân thể mình rất là nhiều luôn. Thì ở đây Quốc Đạo dám tuyên bố quý vị, ai mà dùng dầu Quốc Đạo mà bị bệnh dịch, xin điện lại giùm, xin điện lại Quốc Đạo giùm, để Quốc Đạo xem xét như thế nào. Từ đó giờ chưa có ai báo là dùng dầu Quốc Đạo mà bị bệnh dịch hết trơn quý vị. Thơm lâu, thơm từ 3 tiếng đồng hồ quý vị. Có dầu ai thơm vậy không? Chẳng những thơm mà còn hương vị độc quyền, 4 hương vị. Đâu quý vị có ai được gì không quý vị? 4 hương vị nha. 4 hương vị rõ ràng luôn, mình xức vô 4 vị rõ ràng luôn, mình hít vô, càng sâu vô trong là hương vị vô trong càng nhiều. Quá tuyệt vời quý vị ơi, không còn gì mà để bàn cãi nữa. Ở đây, ở dưới cái chai dầu, Quốc Đạo có để thuốc bắc vào. Đây nó có một cái lớp đen nhỏ dưới đây. Thì cái lớp đen này nó sẽ, quý vị sử dụng, quý vị trở đầu lại, quý vị lắc nhẹ cho để 2-3 cái như thế này, nó sẽ hòa hết, xức vô rất là thơm và nồng, rất là dễ chịu. Nó bảo vệ tất cả những bệnh ở ngoài không khí. Hiện giờ bà con thấy không, dịch bệnh giờ nó tràn lan vô rồi đó, nó tràn lan rồi đó, lâm sàng 24 giờ chết nhóc hết trơn đó. Nhưng mà yên tâm, có dầu Quốc Đạo rồi, bà con không còn sợ dịch bệnh nữa, không còn là cái nỗi hiểm họa nữa nha. Nhớ kỹ nha, chỉ có dầu Quốc Đạo mới có làm được chuyện đó thôi, chứ còn dầu khác thì Quốc Đạo không có dám nói. Chỉ có dầu Quốc Đạo mới làm được cái công chuyện này thôi quý vị à. Chỉ có 4.000 một chai chia ra cho bà con thôi, mà độc quyền, mà được nhiều nơi rất là tín nhiệm, có nhiều chỗ lấy dầu Quốc Đạo lại phân phối lại nữa quý vị. Quốc Đạo bình thường, Quốc Đạo chỉ đúng bán đúng cái tiêu chuẩn của mình, còn bà con làm gì, Quốc Đạo không màng tới ha, chỉ cần đem đến hạnh phúc an lạc cho bà con thôi. Thì ở đây á, dầu diêm son là 3 chai, 2 chai nhỏ diêm son, 1 lọ ngứa, 2 chai nhỏ mắt, 1 cái chai rượu, tức là cái combo Quốc Đạo 5 món Quốc Đạo chế ra, kêu bằng combo Quốc Đạo ha. Còn tiếp tục đến là cái chai nhỏ diêm son. Nhỏ diêm son Quốc Đạo cũng đã nâng cấp maximum lên rồi, thì hứa hẹn vào cái đợt tới sẽ hứa hẹn sẽ nâng cấp lên nữa. Mà nâng cấp cái gì thì Quốc Đạo sẽ chấm sẽ báo cho bà con biết sau đó. Diêm son này nhỏ vào cảm giác được không, diêm son này Quốc Đạo kết hợp nhiều loại thuốc đúng không quý vị, chứ không phải là một loại thuốc đâu. Thì ở đây chúng tôi sẽ, bà con có cần biết loại thuốc gì xin điện trực tiếp với chúng tôi sẽ nói cho bà con biết loại thuốc đó. Bà con nhỏ vào sẽ cảm nhận loại thuốc đó, nó sẽ chạy gần trong lỗ mũi đó. Ngoài trị diêm son ra thì trị thêm lỗ tai thúi ha, lỗ tai lùng bùng đó, chị trị thêm vậy nữa đó. Còn loại thuốc ngứa này thì khỏi bàn cãi đi, hiện bây giờ thì bà con đã rất là ưa chuộng rồi. 23 vị thuốc bắc, ai muốn biết thuốc bắc gì xin điện lên Quốc Đạo, Đạo sẽ báo cho bà con 23 vị thuốc bắc ha. Chị long ben lắc biến lắc đồng tiền, nấm ăn kẻ chân kẻ tay,
và những cái bệnh mà ngứa mà nói chung là bất cứ những bệnh ngứa nào đều giải quyết được hết. Lúc đầu nó giải quyết được 80%, rồi sau này bác tạo nâng lên là giải quyết 100% luôn. Bất cứ cái bệnh gì, giò cẳng gì, u nhọt, ghẻ lở gì, ở chợ, ở búa gì, làm ăn lâu xa gì, được hết. Ok, nếu mà nói về mà bao cái gì đó, nếu mà ở cơ địa là bao cái gì, bao tất cả cái gì ha. Còn nhỏ mắt này thì nhiều bà con nói em à, ở thị trường chai nhỏ mắt mười mấy 20 ngàn, 100-200 ngàn người ta có nhóc hết trơn, anh chị không dám dùng. Nhưng mà Cương nói cái chai nhỏ mắt của Cương nó quá tuyệt vời. Vậy thì nhỏ mắt của Cương rẻ tiền nữa, vậy thì đó, Cương có bảo đảm an toàn không? Ở đây có cô bác đã nhỏ từ 2 đến 3 lọ, không còn đi mổ mắt nữa. Chị may cờm, may thịt, lem lép mắt, mắt đỏ, mắt hộp, mình chị được hết nha. Đây nè, chờ này nè, chỗ ui này nè, là mắt đỏ xuất hiện rất là nhiều. Đó, rồi bà con dùng đi, ngừa cũng được nữa bà con, không bao giờ bị bệnh mắt. Thì ở đây nhỏ diêm son và nhỏ mắt sẽ gác trong vòng 15 giây sẽ hết nha. Đó là mình ngâm bằng rượu. Còn nói về cái chai thuốc rượu xoa bóp này á, thì thôi khỏi bàn cãi. Bà con thấy trên lớp cái chai rượu xoa bóp không? Nó có một cái lớp áo trên không, giống như mỡ vậy đó. Thật sự nó là băng tinh bạc hà của Ấn Độ. Thì chai rượu xoa bóp này đó, nó có tác dụng gì? Lúc đầu quốc tạo dùng không có gì, nghĩ là chai rượu xoa bóp mình nó hay thôi, chứ đâu đến nỗi mà nó hay cực gì, hay đến nỗi mà gì nào quý vị. Buổi sáng á, quốc tạo đi đá banh gì, đi không được, chỉ mà cò cò không à, đi mà cò không đó quý vị. Vậy mà sức đó, buổi trưa nó đỡ, buổi chiều sức lần nữa, đi đá banh luôn quý vị. Quý vị tin không? Buổi sáng như vậy mà buổi chiều như vậy. Người biết đạo phải nhìn ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Quốc tạo không bao giờ nói sai một lời nào. Ở đây quốc tạo sức vào, những cầu thủ, những anh em chơi thể thao cùng quốc tạo, người ta đều có một chai này hết. Người ta để người ta thoa vào. Tại sao mà nó hay như vậy em tạo? Đây quốc tạo sẽ nói cái hay của nó. Thứ nhất, nó có 23 vị thuốc bắc, 2 vị thuốc nam và 2 vị thuốc núi. Thứ hai, nó có băng tinh bạc hà Ấn Độ, của Ấn Độ, 1kg 2 triệu bạc. Thứ ba, nó có những cái thành phần mà chúng tôi xin chấm chấm không nói được. Tất cả những vị thuốc bắc nằm trong đây hết trơn quý vị. Cho nên ở đây quý vị ngoài cái việc mà thoa vào, nó sẽ bớt nhất từ 70% trong vòng 30 phút. 30 phút nha. Rồi nhất càm ở dưới, thoa ở dưới, nhất răng á, nhất cái trên, thoa trên. Còn nhất nữa chấm vô, nhét vô kẻ răng, bảo đảm như vậy hết nhất răng. Hứa quý vị luôn, trên cả cái thế giới này không ai có cái chai rượu xoa bóp này cả. Chỉ có nhà của họ quốc tạo thôi mới có thôi. Tại sao vậy? Không phải người ta không có nguyên liệu, nhưng mà người ta không có đủ nguyên liệu để làm. Không dùng như nguyên liệu đó A, B, C, D mà người ta làm không đúng thì nó sẽ không hay. Quốc tạo học tới 3 vị thầy mới được cái chai rượu này đó quý vị. Ngày hôm nay đứng trên thị trường, đứng dẫn trên thị trường là nhờ không phải nhờ lời nói đâu, mà là nhờ sự thật. Không, quý vị không cần quốc tạo nói cái gì. Quý vị dùng thuốc của quốc tạo, quý vị biết quốc tạo là cái người như thế nào liền. Dùng thuốc biết người rồi. Đó, chứ không cần nói chuyện ha. Thì ở đây cái combo quốc tạo, thì quốc tạo nếu mà bà con lấy cái combo hết, cái combo này quốc tạo để lại cho bà con 120 ngàn miễn ship. Còn bà con lấy bất cứ đồ trong đây, bất cứ một món uống nào, thì bà con sẽ được tặng kèm cái combo 50 ngàn và miễn ship. Ở đây là cái cặp thuốc nhức mỏi, cặp thuốc nhức mỏi trị thần kinh tọa địa điểm gai cột sống thoái hóa. Vậy cặp thuốc này nó ngoài cái việc những cái bệnh mà nói trên thì nó trị được bệnh gút luôn quý vị, và nó sẽ trị được bệnh mà tai biến nhẹ luôn đó. Thì ở đây xin hứa với bà con, hiện giờ quốc tạo dùng thuốc này là 2 ngày 1 lần ha. Quốc tạo hết bệnh rồi, quốc tạo lúc trước bị tùm lum bệnh hết trơn, nó nhức mỏi đi đâu có nổi được, đá banh đá chơi thể thao không có môn gì nổi. Bây giờ quốc tạo đã chơi thể thao rất là khỏe luôn là nhờ cặp thuốc này quý vị. Uống cặp thuốc này bảo đảm với bà con không có tác dụng phụ. Có tác dụng phụ xin hoàn trả tiền lại cho bà con, và một sẽ đền một, hứa với bà con. Còn ở đây chúng tôi không có tác dụng phụ, cho nên chúng tôi không có bàn chuyện đó nữa. Còn cái cặp thuốc này đó là uống đó, là trị thần kinh tọa địa điểm gây cột sống thoái hóa. Những bà con nào ngồi xuống đứng dậy không được, quỳ gối lại không được, đau nhức lối chỗ này lối chỗ kia mà không có cái ngủ nghe gì được, uống vô cũng ngủ nghe được luôn, rất là đặc biệt bà con. Thì ở đây cặp thuốc này đó là thuốc của Hồng Kông, vị thuốc bắc, một lọ 100 viên, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi thứ 1 viên, uống được 1 tháng 20 ngày ha. Rồi
mình sẽ cho qua nha, tại vì mình rất là nhiều sản phẩm. Thì khi bà con lấy cặp thuốc này 350 thì bà con một cái combo 50 là 400, khi bằng một liệu trình thuốc 400 thì bà con cần cứ liên hệ ha. Rồi thì trước khi mà vào cái chương trình các cái phần thuốc khác thì Quốc Tạo sẽ dùng một cái cộng hành để thử cái mật ong nguyên chất của mình ha. Ở đây mật ong nguyên chất Quốc Tạo hứa với bà con mật ong nguyên chất thiên nhiên 100%. Nếu bà con về nhà bất cứ thử hình thức gì mà không phải mật ong nguyên chất thì Quốc Tạo xin và trả lại cho mình, hoàn trả lại cho mình một và đền một nha. Ở đây là nói là rõ ràng nha, nói là rõ ràng, không bao giờ nói tầm bậy đó. Thì cái để cộng hành vô chi vậy, để cho chút xíu nữa nó sẽ héo cộng hành, chút xíu chúng vừa nói chuyện chút sẽ héo cộng hành. Tiếp theo là cái loại thuốc này là cái loại tê bì chi. Để cái này xuống quý vị. Tê bì chi này thì ở đây là thuốc của Nhật Bản kết hợp tê bì chi. Nó trị bệnh gì? Đây, trị bệnh rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau vai gái, tê tay, tê chân. Đó, kém trí nhớ, ù tai, mất ngủ. Đây là bệnh thì trị được những cái bệnh đó như sau. Thì ở đây những bà con uống thuốc này nó chỉ bớt tê thôi, còn bà con dùng thuốc này thì nó sẽ kết thúc tê trực tiếp cho bà con và nó sẽ không tái lại ha, kết thúc tê cho bà con luôn đó. Ở đây là lọ thuốc này là lọ thuốc của kết hợp của Nhật Bản nha, cho nên ở đây hiện giờ có những cô bác đã dùng hết bệnh thì đã điện thoại để Quốc Tạo để phản hồi lại là thuốc này rất là hay, không có tác dụng phụ. Thuốc Quốc Tạo không có tác dụng phụ nha bà con. TBG. Tiếp theo là cái chai này là cái chai diêm son. Thì ở đây chúng tôi có nhỏ diêm son, dầu diêm son, là thuốc uống diêm son. Tôi uống diêm son này Quốc Tạo đọc tựa cho bà con nghe luôn. Trùng thảo tỷ an khang là một loại thuốc bắc nha, thuốc diên, thuốc bắc con nhộng, bà con rất là dễ uống luôn. Ở đây thì có nhiều người đã uống rất là hết bệnh rất là nhiều nha bà con. Còn tiếp tục đến thì ngoài cái việc thuốc ngứa thì ở đây là một cái test như thế này, đi theo như thế này là một liệu trình là thuốc chỉ. Thì có nhiều bà con cũng đã hết bệnh rồi, đã phản hồi lại, có một nhiều số bà con là chỉ vài chục năm luôn đó mà uống thuốc với tho này là bây giờ bớt cái lắm rồi đâu quý vị, bớt từ 70-80% rồi đó. Còn thêm đây là cái loại dưỡng bì đan, nó có tác dụng gì? Ví dụ như chúng ta bệnh nhất là những người ăn chay, điện nấu cạo rất là nhiều. Nhưng mà tại sao những người ăn chay mà lại là ngứa? Là ngứa là do chúng ta ngứa máu, do gan chúng ta nó thải chất độc ra không hết. Đó, nó trong đây nó có để nè, nó sẽ giải chất độc trong gan của chúng ta luôn. Chức năng gan suy giảm do viêm gan, sơ gan, mẩn ngứa, nổi mề đay, vàng da. Đó, có nhiều người tại sao mà tôi ăn trúng cái đồ vô là tôi ngứa, là đó là máu của dĩa không sạch. Đó, mà không sạch máu của dĩa uống thuốc tây vô nó đâu có lọc bên gan. Còn thuốc này nó lọc qua bên gan cho bà con luôn, nó sẽ điều chỉnh qua bên gan cho quý vị, sẽ giải độc gan cho quý vị. Thì giải độc gan thì làm gì mà có ngứa ở ngoài da nữa quý vị. Đó, rất mới đặc biệt như vậy đó. Thuốc ngứa nha, thuốc ngứa này rất là hiệu quả trong cái thời gian gần đây luôn á quý vị. Tiếp theo là lâm thạch thông chuyên trị về sạn thận. Thì ở đây Quốc Tạo một cái lọ này là 60 viên, uống một ngày 2 lần là uống 2 viên. Thì ở đây Quốc Tạo sạn 12 ly, đã dùng 3 lọ đã hết bệnh. Còn bà con có sạn mấy ly thì xin báo giùm, Quốc Tạo sẽ tư vấn cho bà con ha. Thuốc ho thì thuốc ho này không bàn cãi nữa, bây giờ thuốc ho này đang cháy hàng, thuốc ho với thuốc ngứa này đang cháy hàng. Thuốc ho này đó thì bà con thấy đó, thật tiếc ui ui ho dữ lắm bà con. Có nhiều người mà ho nha, có nhiều em nhỏ mà ho mà tới cả năm mấy luôn á. Còn có nhiều người lớn ho hoài, ho nhẹ hoặc là thở vậy nè, nói vậy đó, cái đó là mình đang bị phổi đó quý vị, đang bị phổi đó. Chúng ta xem xét là coi có uống cà phê không, có hút thuốc lá không, bỏ mấy chuyện đó đi, đó là chúng ta sẽ trở lại một cái người bình thường. Và chúng ta dùng thuốc này ho đó, ho đêm, ho ngày, ho dây dẳng, đó là dùng thuốc ho này được hết. Ngoài cái chị ho ra còn chị hen suyễn, chị phổi cho bà con luôn. Những cái người mà bị hậu Covid đó, dùng được luôn, rất là khỏe mạnh luôn. Mẹ Quốc Tạo hiện giờ nó có da có thịt luôn quý vị, nhờ dùng thuốc này nè quý vị. Còn đây là giãn tĩnh mạch. Khi bà con cái mạch bà con nổi lên, mạch màu xanh đó, nó sưng lên hay là nó tê, nó nhức hay là nó phù, nó gì đó là mình sẽ dùng được hết, đó là giãn tĩnh mạch. Còn đây là huyết áp. Huyết áp thì khi bà con huyết áp nó đi chung với là tim mạch, bà con tim mạch, bà con sợ sệt, bà con hồi hộp thì làm tim mình đập nhanh lên, nó tăng huyết áp.
nó dễ bị đột tử lắm nha bà con, nên dùng thuốc này ha, để cho nó an lại. Những người lớn tuổi dùng thuốc này nó an cái huyết áp lại, nó cân bằng lại, thì chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con những cái gì mà chúng bà con cần liên hệ với chúng tôi sẽ tư vấn hết ha. Còn đây là đường đây là đường viên khổ qua, đó là 30 viên. Còn đây là đường tán của thuốc bắc đó, chúng tôi bán hai loại cho bà con dễ sử dụng. Cái loại trên là loại đường viên của thuốc tán là thuốc viên, còn đường dưới là đường tán của thuốc bắc. Thì ở dưới là một ngày uống hai lần, lần uống muỗng canh, uống vô hai loại đường này nó sẽ giúp cho chúng ta thay thế thuốc tây. Thuốc này là toàn thuốc bắc nha, thay thế thuốc tây. Ví dụ như thuốc tây chúng ta uống nè, nóng nè, nó rồi men gan nè, đó rồi bao tử nè, rồi nó sẽ phát sinh nè, rồi nó ngủ không được nè, nó biến chứng nè, đó thì ở đây chúng tôi sẽ nghịch lại hết. Thuốc chúng tôi uống sẽ nghịch trở lại ngược hết rồi, mát mẻ, ngủ được, ăn được. Nó nếu mà đường bình lại thì nếu mà như vậy thôi là chúng ta thấy là uống thuốc đường thấy là nó hạnh phúc rồi. Chứ đường thì không bao giờ hết được quý vị, đường là phải uống trọn đời đó quý vị. Nhưng mà ở đây cho thuốc chúng tôi sẽ làm cho những cái phần đó nó sẽ đi chậm lại và nó không có phát sinh đường nâng lên cao. Quý vị uống rất là hiệu quả luôn, đường á, ai mà tiểu đường á. Còn ở đây là cái chai dầu dừa nguyên chất. Nó dầu dừa nguyên chất này á, ngoài cái việc dầu dừa nguyên chất này 1 lít 300 ngàn nhé bác Tạo, để bà con 1 lít 300 ngàn ha. Mà bác Tạo có cơ sở nấu ở dưới Bến Tre cho nên mới bán rẻ cho bà con. Thị trường hiện giờ là 400 450 có thị trường, còn bác Tạo chỉ để bà con 300 nêu giá cho bà con luôn, để cho bà con khỏi bị bỡ ngỡ. Thì dầu dừa nguyên chất này đó, có cái cô kia kìa, cổ uống buổi sáng một muỗng canh, buổi chiều muỗng canh, cô nói Tạo ơi chị uống vô đó nghe, 2-3 ngày sau á chị đi ra phân đen xì luôn cưng ơi, nó cực kỳ luôn. Rồi vài ngày sau cái phân nó tốt lại nghe, rồi chị khỏe trong mình, chị không có còn cạo gió như ngày xưa nữa. Cạo gió mà tới chồng con nói cạo gió ghiền luôn em, nó nghĩ là nó không có giải độc trong mình, độc cho mình quá nhiều độc rồi, hút thuốc nè, nó uống rượu nè, cà phê nè, thuốc lá nè ha. Rồi những người lớn tuổi thì làm gì, hít những khí độc nè, rồi ăn những cái đồ vật mà mình không nên ăn nè, đó thì nó tích tụ lại đó, mình ở gần cái chỗ không có sạch sẽ nữa đó, thì thời gian với mình lao động nữa nó sẽ tích lũy vô gan, vô thận, vô phổi cho mình. Thì quý vị uống dầu dừa nguyên chất này nó thải chất độc ra cho bà con à, đặc biệt như vậy đó. Còn đầu tóc quý vị mà bị cái gì đó quý vị xức lên, ống mượt tóc, không rụng tóc, ngăn ngừa tóc bạc luôn, ngăn ngừa rụng tóc luôn, to đầu không có ghẻ luôn. Còn chúng ta cạo gió, cạo bằng dầu dừa nguyên chất, mát mẻ cái lưng, nên thuốc chưa từng luôn, không có bị gác gì hết trơn, đó tuyệt vời lắm quý vị đó. Rồi thì ở đây chúng tôi cũng có thuốc đau bao tử luôn. Bà con có cần đau bao tử liên hệ chúng tôi, 1 bịch 2 bịch chúng tôi tặng, còn trên nữa thì chúng tôi sẽ chia lại cho bà con. Thuốc đau bao tử này bao bà con hết bệnh, no hơi, sình bụng, ở chua, ức quất hơi lên, đau lối, bao nướng bao tử là mình sẽ sử dụng được hết ha. Rất là đại tài luôn. Đồ Quốc Tạo đều test là hết, hay Quốc Tạo mới đem ra dùng, còn không hay Quốc Tạo trả lại không dùng ha. Tánh Quốc Tạo là vậy. Đó thì sản phẩm chỉ còn mật ong nguyên chất, thì mật ong nguyên chất mình sẽ giới thiệu sau. Và cuối cùng đó là cái hộp mỡ máu, cái hộp để mỡ máu, có nghĩa là máu trong mỡ đó quý vị. Cái hộp này nó đang rất là đặc biệt, thì ở đây Quốc Tạo sẽ giới thiệu kỹ cho bà con nghe. Ví dụ như mình có bị máu nhiễm mỡ đó, tức là máu trong mỡ đó, thì ở đây chúng quý vị không có một cái tác động nào nó hiện ra bên ngoài hết trơn, không có tác động hiện ra ngoài chứ, nhưng mà nó rất là nguy hiểm quý vị, nó rất là nguy hiểm, nó giống như tiểu đường vậy, nó sẽ sanh cho quý vị những cái bệnh cực kỳ nguy hiểm luôn. Quý vị máu nhiễm mỡ quý vị không thể nào mà đi kiểm tra kiểm chứng được cái biết được cái mình nó biểu hiện gì chứ không có, nhưng mà là bác sĩ khám có máy móc đo mới biết được máu nhiễm mỡ, thì quý vị về nhà rất là hoang mang. Nhưng mà ở đây thuốc nước ngoài hợp tác, đây có tem chống hàng giả, có chữ nước ngoài, logo có chữ Việt Nam đàng hoàng. Thì ở đây nó có tác dụng gì với em Tạo? Khi bà con phát hiện máu nhiễm mỡ rồi bà con uống thuốc tây, thì thuốc tây nó sẽ ngưng tụ lại cho bà con một cái phần nào đó, máu mỡ phải bớt lại, rồi nó sẽ tái tạo lại tiếp tục. Thuốc tây nó có tác dụng gì đó, nó sẽ hết và nó sẽ tái tạo lại. Nhưng mà đối với thuốc này, thuốc bắc này, máu nhiễm mỡ này thì không bao giờ mà tái tạo lại. Bà con uống vào nó có một cái chất rất là ngộ, giống như cái chất paracetamol vậy đó, nó nằm ở trong cái máu nhiễm mỡ chúng ta đó, nó nhiều đó. Thì ở đây nếu mà bà con, bên có cảo sẽ diễn tả cho bà con xem cho nó dễ biết cái bệnh này nó quan trọng thế nào. Ở đây ví dụ ở đây là cái đường, cái cọng dây, cái đường gân của chúng ta giống như cái ống hút vậy đó.
thì máu chúng ta lưu thông bình thường. Nhưng mà khi mở nhiễm máu rồi, mở nó sẽ ăn vô, nó sẽ có trong này giống như chèn, nó chèn đất với voi vô, nó chèn vô, nó chèn vô, nó líp lại 1/2. Quý vị khó thở vì sanh ra bệnh tim, huyết áp đó, bệnh nặng nữa, bệnh rối loạn tiền đình, máu không có đi lên nổi đó. Nó chỉ có 1% thôi đó nha. Bắt đầu cái nó chèn, nó mở, nó gắn vô trong cái ống này 2%, tức là mình chỉ còn 1% cho cái đường máu mình chạy. Thì cái lúc này đó là bà con sẽ cảm nhận như thế này, nó sẽ mệt mỏi, xây sẩm mặt mày, đi đứng khó khăn, gung gãy tay chân, máu không cung cấp kịp. Quý vị sanh ra nè, tim mạch nè, đó, ép tim nè, đó, rồi sanh ra đột quỵ nè, tai biến nè, nó tai biến nhẹ nè, nó nặng nữa là nhiều căn bệnh mà đến nỗi gây ra tử vong luôn. Quý vị ghê chưa? Máu nhiễm mỡ rất là quan trọng. Quý vị đi khám bác sĩ, nếu mà có liên hệ Quốc Tạo, uống một hộp hai hộp thôi là ổn trong mình liền, là không còn sợ sệt bị bệnh này kia nữa. Nói chung là nó sẽ ngừa được cái bệnh mà quý vị biết là đột tử mà chết đó. Khi bằng đột là đột ngột, tử là chết, đột tử là đột ngột chết, là cũng là do máu nhiễm mỡ gây ra. Quý vị rất là cực kỳ quan trọng luôn. Cho nên Quốc Tạo đã nghiên cứu kỹ mới đem cái phần thuốc này về đó quý vị. Thì còn mặt ong nguyên chất á, thì hôm nay chúng tôi cũng nói cho bà con biết cái mặt ong nguyên chất này đó, là ngoài cái việc mà chúng tôi đã thấy người ta bắt ở trên cây rõ ràng 100%, thì chúng tôi xuống test cho bà con coi, đây là ong nguyên chất, đây là cái loại ong nguyên chất đó. Còn bà con thấy nó héo không, còn hành héo chưa không, đó là nguyên chất 100%. Bà con về bà con thử, bất cứ mặt ong nào mà đưa hành vô nó héo là nó là thiệt, còn nó đưa mặt ong vô nó không héo là nó là giả nghe bà con. Đó là trong cách thử. Bà con uống một sáng cho Quốc Tạo một ly cà phê, bà con uống một ly cà phê, bà con gắt để mặt ong vô cho nó vừa dặn, cho nó vừa cái lượng ngọt của mình, để 2-3 tép hành, tép gừng vô với nặng một cái miếng chanh vô, bà con uống là nó trị bách bệnh luôn, giống như bạc Hà Núi ngày xưa vậy, nó trị bách bệnh, tim mạch huyết áp ổn định hết trơn luôn, cả máu nhiễm mỡ này kia nó trị hết, rất là tuyệt vời quý vị. Đó mà đó là mật ong nguyên chất đó. Nó thì ngoài cái việc đó ra thì quý vị em nhỏ đó, nó bị lở lét trong đây nè, mình gơ lử nó cũng được, mình gơ đạn cũng được luôn, rất là tuyệt vời mật ong nguyên chất luôn. Thì mình để thuốc cho em nhỏ nó uống cũng vẫn được luôn, làm bất cứ chuyện gì bao tử bao giờ chị được hết trơn luôn, lem lét bao tử, lở lét bao tử gì uống cũng hết luôn, nguyên chất 100% nha. Ở đây là Quốc Tạo sẽ nói với bà con là 1 lít là 1 triệu, nói báo cáo luôn 1 lít 1 triệu. Thì ở đây đây là thuốc của tỷ cơ. Thì vừa rồi Quốc Tạo lấy 1.800 phần thuốc của tỷ cơ và được ở ngoài ủng hộ cũng chị giỏi cũng có ủng hộ Quốc Tạo 500 phần nữa. Quốc Tạo đã cho sạch hết rồi quý vị, người ta quá xinh rồi. Thì chuyến này Quốc Tạo cũng đã điện cho chị giỏi để ứng cho mình được 500 phần tiếp tục. Và tiếp theo đó là tỷ cơ cũng có cúng cho, cũng có lấy thuốc cho ủng hộ Quốc Tạo 1.000 phần, và Quốc Tạo cũng có mua 1.000 phần nữa, tức là 2.000 phần, và dưới của chị giỏi 500 nữa là 2.500 phần. Thì ở đây 2.500 phần này được tỷ cơ cúng rồi thì sẽ phục vụ đến cho bà con trong nay mai. Ai coi clip này sẽ có thuốc này luôn ha. Thuốc này rất là hay quý vị, nóng sốt, ngừa không khí độc ha, rồi nhức đầu, rồi ho. Đó là đây thuốc của tỷ cơ nha, rồi bà con có cần Quốc Tạo sẽ gửi tặng cho bà con ha. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, hình của Phật thầy Tây An, hình của Đức thầy và Tam Bảo, giảng của thầy, 10 điều phiến tu là, và cuốn Tôn Chỉ Hành Đạo Quốc Tạo tặng miễn phí hoàn toàn ha. Bà con có cần liên hệ Quốc Tạo. Thì ở đây Quốc Tạo cũng xin nói với bà con trước khi kết lời đó, bà con dùng thuốc của Quốc Tạo, bà con hết bệnh, bà con cúng kiến, bà con tu hành, Quốc Tạo được hưởng phước cùng với bà con. Quốc Tạo bán được tiền của bà con, tiền lời của bà con, Quốc Tạo làm trần điều của quyền chân dung thầy, kinh giảng Quốc Tạo gửi tặng cho những người khác, người ta cúng kiến, người ta tu hành, thì phước đức đó cũng là của bà con. Cho nên chúng ta có một cái vòng tròn, gọi là một cái vòng tròn từng luân hồi, từng quần, Nam Mô Di Phật, một cái vòng tròn từng quần là phước đức. Đó thì mong rằng bà con cũng hiểu Quốc Tạo nói điều gì. Thì kính thưa quý vị, trước khi dứt lời, Quốc Tạo xin hướng công đức này cho tất cả bà con dùng thuốc Quốc Tạo mạnh khỏe, an lạc, hết bệnh,
Nếu bà con nào điện đạo Bác Tạo kho những có những bệnh nào mà Bác Tạo không biết, Bác Tạo sẽ hứa với bà con sẽ gắng tìm tòi ra và sẽ nghiên cứu cho bà con những cái bệnh đó, cho bà con hết bệnh. Thì Đức Thầy có cho biết là lo thuốc thang khẳng giái Phật chờ, nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xã. Hay là ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ dùng thuốc niệm nghe bà con, niệm Phật mới mau hết bệnh nghe bà con. Nam mô A Di Đà Phật.